Thưa quý vị, một hình ảnh rất dễ bắt gặp trên các tuyến đường của những thành phố lớn như là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là nhiều xe máy chạy vào làn ô tô, đặc biệt là vào giờ cao điểm, tạo nên những hình ảnh vô cùng hỗn độn. Tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông đi sai làn đường, lấn tuyến trở nên rất là phổ biến, đặc biệt ở các thành phố lớn. Và hình ảnh khi bị một người đàn ông đi xe máy nhắc nhở chuyện lấn làn khiến các phương tiện lưu thông gặp khó khăn. Tài xế ô tô đã mở cửa bước xuống rồi tát vào mặt người đàn ông đi xe máy này. Tức giận trước thái độ của người tài xế, người đàn ông liền tháo mũ bảo hiểm rồi tung đòn đáp trả. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, đa số cư dân mạng đều lên tiếng bênh vực người đàn ông đi xe máy và chỉ trích người lái xe ô tô. Được biết, sự việc trên xảy ra vào chiều ngày 14 tháng 9 tại ngã tư giao cắt đường Dương Đình Nghệ, CD3, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Với clip kể trên thì rõ ràng là không chỉ có câu chuyện lấn đường, lấn làn mà còn câu chuyện là hành xử như thế nào khi mà chúng ta có những cái xung đột và va chạm giao thông. Trước tiên nói về cái cách hành xử thì rõ ràng đây là một câu chuyện mà Vân Anh nghĩ rằng là không có gì to tát. Yeah. Bởi vì chưa hề có cái va chạm xảy ra, cũng chưa có cái vụ việc gì thực sự là nghiêm trọng cả. Mà câu chuyện ở đây đó là khi mà chúng ta thấy rằng là ai đi sai thì chúng ta có động thái là nhắc nhở thôi. Nhưng mà đúng là có nhiều người đã sai rồi lại còn cãi cố. Và thậm chí rằng lại có những hành động chống trả, ví dụ như là người đàn ông đó bước xuống rồi sau đó có một là những lời lẽ và sau là có những hành vi động tay động chân, đúng không? Và sau người đi xe máy thì cũng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, mặc dù lúc đầu là người đi xe máy thấy đúng nha. Thế nhưng mà sau đó nếu như mà chúng ta cũng không thể kiểm soát cảm xúc của mình thì mình cũng trở thành một người sai trong câu chuyện này. Chính xác ạ. Bởi vì em thấy khi mà mọi người không có cái sự nhìn nhận là mình nói lời xin lỗi khó quá thì sẽ dễ dẫn ra những cái sự xung đột và cãi vã, nhất là trong giao thông thì mình thấy có rất là nhiều những cái trường hợp phải nói rằng người ta, đây là những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng chưa có thể là chảy máu hay là có những cái chấn thương, nhưng có rất là nhiều trường hợp mà xảy ra trên đường thì cũng đã xảy ra những cái thương tích về người. Với cái giao thông thì chưa xảy ra cái vấn đề gì cả, nhưng mà về người cũng như là về xung đột thì đã xảy ra. Với vấn đề đó thì Phương đã thấy rằng mình có thể nói lời xin lỗi với nhau, dù không biết ai đúng ai sai, nhưng rõ ràng cứ xin lỗi đi đã, bởi vì trước hết là chúng ta đã an toàn về mặt tính mạng. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy đi sai làn đường thì đó là một cái lỗi mà chúng ta cần phải sửa trong lưu thông đường bộ. Hoặc là khi mà chúng ta di chuyển, có rất là nhiều những cái lỗi sai. Ví dụ như là khi mà Phương Thảo ra một cái thành phố mới thì có nhiều khi cái đường đó là biển cấm, nhưng mà cái bảng thì nó bị khuất quá, mình không có thấy được, thì mình vô tình mình đi sai. Và may mắn là những người dân ở đó có thể là chỉ và là giúp đỡ. Thì Phương Thảo, dạ xin lỗi con không có nhìn thấy đường. Và con ngay bây giờ thì Phương Thảo cũng cảm ơn họ đã có thể là giúp đỡ mình trong cái việc là chỉ những cái lỗi sai. Và khi đó là mình quay xe và mình đi đúng hướng, cũng như là mình sẽ định vị lại cái địa điểm mà mình cần tới, mình phải có hướng đi như thế nào. Nhưng có rất là nhiều người khi mà như rõ ràng chị Vân Anh chia sẻ là khi mình bị người khác nói mình sai, mình lại cảm thấy tức giận và cảm thấy rằng tôi đúng và tôi thích đi như vậy. Thật sự đó, mình phải nói rằng cãi cùn quá, mình không thể chấp nhận được với văn hóa khi mà đi trên đường. Gọi là quan trọng cái thái độ, đúng không? Dạ, vâng, về đúng câu rồi. Chuyện đấy thì bản thân Vân Anh cũng có kinh nghiệm xương máu, đó là khi mà mình lái xe ra đường á, thế là có một hôm thì mình đi qua cái đoạn mà chỗ ngã tư ngã năm gì đó, đoạn Minh Khai này, Tam Trinh rồi là Kim Ngưu các thứ á. Thế là lúc đó thì mình đang, lúc đấy đường cũng khá là đông, và khi mình che lên thì lúc đấy mình
mình mới lái nên mình căn không đủ chỗ cho cái ô tô. Thế là có hơi chạm nhẹ vào cái xe này bên cạnh. Thực ra là khi không chạm ô tô, nhưng mà khi chạm qua thực ra mình cũng không biết đâu, tại vì lúc đấy là tập trung lái xe, tập trung nhìn đèn, bởi vì chỉ sợ là mình bị lố đèn, bởi vì ở đó là hết đèn đây, xong mà đến giữa đường này lại có một cái đèn nữa. Đó là mình tập trung nhìn và tập trung để di chuyển làm sao đúng. Đó, thế xong là lúc đó thì quay qua mình cũng không có để ý gì cả, thế xong là mình cứ đi tiếp thôi. Thế xong là mình đi thì mình dừng đến cái đèn thứ hai. Thế là cái anh ở ô tô đằng sau, thế là anh mới đến, anh đập cửa với mình, sợ quá chết, không biết là mình có vừa xảy ra cái chuyện gì không. Thế xong là lúc mà anh đập cửa thôi là mình lại kéo cửa xuống, mình hỏi là anh có chuyện gì không, thì anh mới bảo là ý kiểu gì thế, quệt vào xe người ta xước rồi này. Thế xong là lúc đấy thì mình cũng không biết làm gì cả, mình chỉ nói là xin lỗi anh, tại vì là em mới lái xe nên có gì anh thông cảm cho em. Thế xong là mình xin lỗi khoảng 3 lần rối rít một cách rất là thành khẩn, và thực sự là mặt mình rất là sợ hãi. Và sau đó thì anh ấy không nói gì, thôi anh quay đi về chỗ, đi về xe. Thế xong là khi mình về thì mình kiểm tra chính cái xe của mình cũng hơi bị xước một chút, và mình nghĩ rằng là chắc là mình cũng tạo ra một cái vài vết xước cho cái xe kia. Và khi mà chồng mình kiểm tra vết xước đấy thì chồng mình bảo thế chắc chắn xe kia cũng bị xước, thế mà họ không bắt đền em à. Thế là mình bảo không ạ, em xin lỗi, thế là họ đi rồi. Thế bảo thế là may cho em ấy, chứ không bình thường như này là dễ là bị bắt đền lắm. Nhưng đó mà, nhưng mà cũng khó bắt đền lắm, tại vì em nghĩ là không phải ai cũng sẵn sàng đứng ở đó để mà cãi tay đôi bắt chị đền bằng được, đúng không ạ? Tại vì rõ ràng là cái lưu thông cái giờ chị đang bảo cũng là giờ cao điểm, chúng ta không thể nào đứng rồi cãi tay đôi tay ba. Có lẽ là ảnh cũng đang rất là văn minh để tha lỗi cho chị, chứ mà một số người mà em nghĩ thử mà bị bể gương đi là đảm bảo lại không, chắc chắn là hai người lôi nhưng mà mình thấy bắt chị trở lại đền cho Vân Anh á. Chị xin lỗi trước, chị chưa biết là cái lỗi của chị như thế nào, nhưng mà chị đã mở lời xin lỗi trước, thì anh đó cũng cảm thấy là ô, thì ra cô này cũng không biết, nhưng mà cũng đã rất là xin lỗi mình và chân thành xin lỗi. Với như, ví dụ như là cũng trường hợp đó nha, nhưng mà khi mà kéo kính xuống lại hỏi là ơ chuyện gì thế, rồi hả có vấn đề gì không, thì chắc chắn cái xử lý của ảnh sẽ khác. Bởi vì quan trọng là khi mà có vấn đề thì mình xử lý như thế nào. Đó là một trong những cái mấu chốt quan trọng khi mà tham gia giao thông. Thế còn Vân Anh thì sao? Có cái lần nào xung đột va chạm giao thông mà phải có một vài lời với nhau không? Em cũng hiếm khi nào lắm, tại vì mình cũng là một người cũng biết xin lỗi chứ. Không mà nhiều khi em cũng quạo quạo là em còn chửi luôn người còn lại. Tại vì thật sự là đang ở trong cái giờ cao điểm mà mọi người đi quá là vô ý thức. Chẳng hạn mình đang đi thì một cái xe tạt đầu mình, và mình đang đi thì người ta lấn làn mình, thì mình đôi khi cũng giống như chị, chạy cứ gì vậy đấy. Nhưng mà kiểu như lúc đó thì có vẻ là người ta cũng quay lại xin lỗi cho mình nhường đường một tí nha. Cái xong bạn em cũng bảo chắc mày là trường hợp may mắn đó, tại vì đôi khi ra ngoài đường mà với cái thái độ như vậy và gặp những anh chị hổ báo là nó tẩn ngay tại chỗ đó. Bởi vì đôi khi mình cũng thấy mình là một trong số những người khá là nóng tính khi tham gia giao thông, mà may mắn là mình chưa gặp cái chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nếu như mình mang cái sự nóng tính đó mà tham gia giao thông mà đôi khi đàn ông nữa thì dễ xảy ra những cái cuộc ẩu đả. Bởi vậy mình mới bảo đó, đôi khi nhà nước của chúng ta đặt ra luật là có tuyến đường phân làn rồi thì chúng ta cứ chấp hành theo thôi. Tại sao mình phải đi rồi dẫn đến những cái cuộc ẩu đả không đáng có, đúng không ạ? Chính xác là như vậy. Và thực ra là nói về câu chuyện là ứng xử khi tham gia giao thông thì chúng ta thấy rất là nhiều. Và mỗi ngày thực ra chúng ta chỉ cần lên những trang mạng xã hội này, diễn đàn về ô tô xe máy, chúng ta thấy vô vàn những cái trường hợp từ bức xúc mọi người post lên, rồi những hình ảnh, rồi thậm chí là clip quay lại, chúng ta thấy rằng là đã có những việc mà từ cái lông gà nó biến thành con gà, và thậm chí là sau phải lôi nhau ra tòa nữa. Và có những câu chuyện thì rõ ràng là một câu chuyện có vẻ là lớn hơn, nhưng mà khi mà người ta biết ứng xử với nhau một cách hợp tình hợp lý thì dễ dàng bỏ qua. Và thực tế như vậy là chúng ta cũng đang văn minh với tất cả những người tham gia giao thông. Bởi vì dù có thế nào, khi mà chúng ta đứng lại cự cãi hay đánh nhau thì rõ ràng chúng ta sẽ làm ùn tắc cả cái tuyến đường đó và ảnh hưởng tới rất là nhiều người tham gia giao thông. Bây giờ mình đi trên đường mình thấy là một vụ việc, một cái xe nó bị đỗ mà không đúng chỗ này, hay là có một cái vụ va quệt nào xảy ra, hay bất cứ một cái gì mà khiến một cái khu vực nó bị chững lại là cả cái đường đó nó ùn tắc, mà nhất là vào giờ cao điểm nữa thì thực sự là chúng ta đang ảnh hưởng rất là nhiều tới những người xung quanh. Mà thực ra là ai thì cũng có công có việc cả. Bởi vậy là chúng ta hãy làm sao mà ứng xử thật là văn minh khi tham gia giao thông để tránh những trường hợp đáng tiếc, và từ đó có thể giải quyết được rất là nhiều xung đột. Còn một câu chuyện mà ngày hôm nay chúng tôi muốn nói nhiều hơn tới quý vị, đó là cái câu chuyện cũng trong clip vừa rồi chúng ta có thể thấy nguồn cơn của việc cãi nhau giữa người đàn ông đi xe máy và người đàn ông đi ô tô, đó là việc chiếc xe ô tô đó đã lấn làn. Và lúc này thì Vân Anh để ý nhá, trên cái đường đó ở đây đang là vạch vàng và không hề có vạch đất. Tức là nếu như mà chúng ta thấy là có vạch đất á, là thì chúng ta sẽ được quyền là vượt, và chúng ta sẽ được đi qua vạch để vượt lên khi mà cái chiều kia không có người. Nhưng đây là vạch liền thì tuyệt đối là chúng ta sẽ phải đi tuân thủ trong cái làn của mình. Nên là hoàn toàn là cái việc mà người đàn ông đi xe ô tô đã sai rồi. Và thực ra đúng là người đàn ông đi xe máy có quyền nhắc nhở, nhưng mình nghĩ rằng là anh này cũng là một người là gọi là cũng hay lo chuyện người khác nha, và cũng là một người mà
mà dám nêu ý kiến của mình, bởi vì thực ra ấy, mình thấy đa số mọi người là nếu như mà không có va chạm thì thôi mọi người cũng kệ ấy, là mọi người sẽ lách qua đó, bởi vì thực tế là xe máy lách được qua. Nhưng mà nếu mà ô tô đi vào người ta không lách được chẳng hạn, người ta bức xúc, nhưng mà mình thấy là rõ ràng là anh đi xe máy có thể lách được qua, nhưng mà rõ ràng là anh ý là không, mình nghĩ rằng là anh ý cũng là một người mà lúc đầu có thiện chí nhắc nhở hoặc là chướng tay gai mắt thấy một người có lỗi sai thôi. Mình nghĩ ở một góc độ nào đó đó là một cái việc tốt, nhưng có thể đôi khi cách nói của chúng ta không biết là như thế nào, bởi vì chúng ta không nghe rõ được cái âm thanh trong đoạn clip này. Nhưng quay trở lại cái câu chuyện lấn làn đó thì mình nghĩ trong trường hợp vừa rồi thì không gây ra cái vấn đề gì, nhưng mà thực tế rằng là khi mà mình tham gia giao thông trên đường, đặc biệt là khi mà chúng ta đi trên những tuyến cao tốc nhá, hay là có những cái đoạn cua gấp hoặc là cua trên núi mà thực sự câu chuyện lấn làn á, thì nó cực kỳ nguy hiểm luôn, và đã có rất nhiều những cái vụ tai nạn thảm khốc đến từ việc lấn làn rồi. Khi mình đi á, nhiều lúc mà đi những cái đoạn cua này này, và có những cái đoạn mà rõ ràng không nhìn thấy được tầm nhìn bị xa, tầm nhìn đúng rồi, nhất là khi mà bên kia ô tô lại vượt, mà nhất là ví dụ những xe công hay vượt chẳng hạn, những cái xe tải hay vượt, là thực sự là lúc đấy phải ai có tay lái vững nhá thì để quay lại làn của mình, mà quay lại làn của mình lại còn phải xem là liệu xe là có cái sau. Xe nào ở có đằng sau hay không. Bởi vậy cái câu chuyện mà lấn làn hay là lấn đường như vậy thì rõ ràng là nó luôn luôn tiềm ẩn rất là nhiều những nguy hiểm rủi ro, và phải chúng ta phải đảm bảo rất là nhiều yếu tố thì chúng ta mới có thể sang làn. Ví dụ như mình nói là một là phải đảm bảo vạch đất khi mà chúng ta được quyền vượt đó, hai nữa là cái cung đường đấy phải cho vượt, và tiếp nữa là chúng ta sẽ phải có cái tầm nhìn xa để biết là cái chiều ngược lại có cái xe nào đang đi với tốc độ mà chúng ta sẽ không kiểm soát được hay không, cũng như là cái xe đằng sau của mình liệu rằng ai có đang vượt lên hay không. Bởi vì mình cũng đã từng một lần mà trên cái tuyến đường cũng vắng thôi, lúc em buổi tối rồi, thì mình đang đi và ở phía trước là có một cô đi xe đạp, cô đi chính giữa đường, cô không đi vào bên phải đâu, cô đi chính giữa đường, và xe của mình thì phải bò kén theo rất là chậm chỉ đó, thế là mình bấm bấm còi một lần, thế xong là mình vẫn thấy là cô vẫn cứ từ tốn đi rất chậm như vậy, thế không nghe. Mình thực ra là mình có một cái thói quen là mình không hay bấm còi quá nhiều, bởi mình nghĩ như thế nó gây ồn ào á, đó nên là mình bấm một lần mà không thấy cô ấy thì là thôi, thế mình cũng cố đi, nhưng mà thấy cô ấy có vẻ cái tuyến đường mình thấy còn xa quá, mà lúc đó là không có cái xe ở chiều ngược lại nha, thế là mình mới vượt lên, mà trong lúc mình vượt thì có một cái xe tự nhiên nó tăng tốc và nó phi rất là nhanh. Và lúc đấy thì mình đã phải làm sao về lại làn của mình. Nhưng mà rất là may khi đó mình đánh sang gương thì không có cái xe nào đằng sau. Nhưng mà thực sự nếu như có xe nào đi đang tốc độ rất nhanh đằng sau thì nó cũng là cái trường hợp nguy hiểm. Thế mặc dù là cái xe đối diện. Chị bật xi nhan để thông báo cho xe đằng sau là tôi đang muốn lấn làn để tôi đi trước cái con xe đạp. Ý là mình xe đằng sau không có, nhưng mà cái xe đằng trước vô tình nó tăng tốc độ khi mà thầy chạy tới. Em đang án cái tốc độ là xe kia còn rất là xa và mình tăng tốc lên mình sẽ vượt được. Thì cái xe kia nó cũng bất ngờ tăng tốc. Đó. Và khi đó thì rõ ràng là mình cũng cảm thấy giật mình, nhưng thực sự là khi gần đến nơi thì cái xe kia nó cũng chủ động giảm tốc khi thấy mình có ý định vượt rồi, nhưng mà mình vẫn cảm thấy rằng là đúng là bất cứ cái câu chuyện nào thì nó cũng tiềm ẩn rủi ro, và nhất là nếu như lúc đấy mình không vững tâm lý mà mình giật mình á, giật mình rất dễ là mình tự quạo tay lái của mình đúng luôn nhá, chưa cần ai đâm mình luôn. Chính xác. Bởi vậy khi mà tham gia giao thông thì mọi người hay trêu nhau rằng chúng ta tham gia giao thông ở Việt Nam thì chúng ta phải có một tâm lý vững, và bên cạnh đó thì chúng ta phải có một khả năng luồn lách, bởi vì đi xe ở Việt Nam thì mọi người phải như là điền vào chỗ trống, xe máy thì đi vào chỗ ô tô thì lấn làn của thế xe máy. Thế là lấn làn á. Dạ vâng, luồn lách là như vậy. Bởi vì nếu mà rõ về cái thực trạng thì em thấy rằng giờ cao điểm thì kẹt xe quá. Với những cái tuyến đường mà nếu như xe máy không lách để có thể là đi cái con đường nó dễ đi hơn, ví dụ như có nhiều người thì lựa chọn phương án là lách ở bên phía xe ô tô để thuận tiện cho con đường đúng di chuyển rồi. Của mình. Cách thứ hai là mọi người có thể là lên những cái vỉa hè để có thể là chạy nhanh hơn một tí xíu. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nó cũng sẽ có những nguy cơ. Bởi vì với trường hợp là xảy ra những cái va chạm với ô tô là điều rất là dễ gặp phải. Nhưng mà khi chúng ta đi lên những cái làn của vỉa hè á, thì có rất là nhiều chị em hoặc là những cánh mày râu cũng vậy nữa. Khi mà đi lên thì chúng ta đều thấy đều có cái gờ đúng không ạ? Bây giờ làm đường á, thì những cái gờ nó rất là phẳng và sang bằng như vậy. Thì khi mà chúng ta đi lên, chúng ta rất là dễ bị trật tay lái. Đã có trường hợp thì Phương Thảo thấy rằng mọi người bị ngã khi mà leo lên những cái lề đường và vỉa hè như vậy. Bởi vậy thì chúng ta nhanh một xí, nhưng mà rõ ràng là chúng ta có thể ảnh hưởng tới cái sức khỏe cũng như là tính mạng của mình. Vâng, và cái câu chuyện mà chị Trịnh Vân Anh chia sẻ đó là do ý thức của một vài người khi mà chúng ta tham gia giao thông thì mình cái cảm giác là mình nôn nóng, đặc biệt là cái lúc mà kẹt xe đó thì tâm lý ai cũng muốn về nhà thật là sớm, cho nên mình sẽ lách từ lách lên lề cho đến lách trái quách phải, thậm chí là chen luôn làn ô tô để có thể nhanh chóng về nhà. Và lúc đó thì mình cũng cảm thấy thông cảm một phần nào, tại vì thật ra là đường lúc đó là nó quá nhỏ,
nhỏ đi, thậm chí là có một số con đường mà em thấy chỉ cần cái chiếc ô tô đi ngang thôi là cái phần đường đó nó chỉ còn một lối đi rất là nhỏ cho làn xe máy, thì mình bắt buộc là mình phải lắp như vậy. Cho nên chúng ta thay vì cứ nói về cái ý thức của người dân thì chúng ta cũng phải nên cải thiện về cái cơ cấu hạ tầng của mình, hãy mở rộng đường ra để chia làn để mọi người có thể đi đúng cái làn đường mình quy định. Tại vì thật ra là em đi ở ngay cái đại lộ Đông Tây ở Sài Gòn đó, thì cái làn đường họ chia rất là rõ ràng, làn đường rất là rộng, cho nên rõ ràng là đường ai nấy đi, mình đâu có nhu cầu để mình phải lấn làn của người khác, đúng không ạ? Bởi vì mình đã được đáp ứng cái nhu cầu là mình đủ phần đường của mình đi rồi. Còn với một số tuyến đường cái gì mà lô cốt nè, đường thì nhỏ nè, gập ghềnh khó đi rồi ủ gà ủ vịt, thì cái việc mà mình phải lấn làn để mình có một cái con đường thuận tiện hơn. Bởi vì đôi khi một số xe họ chạy quá chậm, cho nên mình cứ mãi ở phía sau của họ, mình mà mình không lấn, mình không vượt lên là chắc chắn là mình cứ mãi đi ở phía sau họ như vậy và sẽ trễ luôn cái công việc của mình. Cho nên Vân Anh nghĩ rằng là cái việc cơ cấu hạ tầng mình cũng phải đi đồng bộ với nhau, thay vì chúng ta cứ mãi nói về việc ý thức của người dân ạ. Chắc chắn là đấy là một câu chuyện mà chúng ta thấy rằng là câu chuyện tầm nhìn vĩ mô và dài hạn, bởi vì rõ ràng là cái việc mà chúng ta thay đổi kết cấu hạ tầng thì nó sẽ cần mất rất là nhiều thời gian. Chúng ta thấy rằng là một tuyến đường, một cây cầu thì sẽ rất mất nhiều năm tháng để xây dựng, và cùng với đó là những cái công trình kèm theo. Và trong cái lúc mà xây đường xây cầu á thì chúng ta sẽ phải rào chắn, và lúc đó thì cái cung đường đó nó sẽ bị hẹp lại và cái tình trạng ùn tắc sẽ thường xuyên xảy ra. Tiếp nữa là cái câu chuyện nha, là bây giờ rất là nhiều những cái làn đường nó đã mở rộng ra. Ví dụ nha, mình kể đến là Trường Chinh. Ngày xưa mình nhớ là khoảng hơn 10 năm trước mình đi học thì có những ngày mà trời mưa mình bị lắc nguyên 2 tiếng đồng hồ đó. 2 tiếng đi mình đi học thêm. Và đến lúc mà mình thoát ra được chỗ đấy thì mình hết giờ học thêm luôn. Thế là thôi đi về. Thế là làm mẹ ở nhà từ sớm. Đúng rồi, một cái buổi học hết sức ý nghĩa. Đó, đó là chúng ta học bài câu chuyện tắc đường và dầm mưa. Đó, thế còn bây giờ thì chúng ta thấy rằng là đường Trường Chinh nó thoáng vô cùng luôn. Nhưng mà bởi vì là à? Mở rộng rất là, nhưng cái câu chuyện đây là gì? Bị nút thắt cổ chai. Đúng. Khi mà chúng ta đi vào một cái cung đường rất là rộng, rất là nhiều làn, nhưng mà chúng ta vẫn có những cái khoảng ngã ba có cái ngã năm. Và đúng rồi, và khi đó chúng ta rất là dễ bị tắc ở cái đoạn giao, những cái đoạn giao cắt ở đấy. Bởi vì nào em nó cũng bị tắc ở đấy. Đó, khi mà chúng ta đang cùng lưu thông tốc độ rất là nhanh đến một nơi và nó tắc nghẽn lại đúng một chỗ thì cái chỗ đấy thực sự là mất rất nhiều thời gian để qua lại. Và chỗ đó thì mọi người lại bắt đầu luồn lách, lại điền vào chỗ trống, lại bắt đầu là lấn làn và rất là nhiều câu chuyện khác. Thì Vân Anh để ý á, là bây giờ các bác tài ấy, có một cái cách nữa, đó là tìm được những gọi là ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi lách ở đó. Tức là có những cái đường tắt á, người ta có những cái ngõ mà đúng là ở Hà Nội mình có rất là nhiều những ngõ ngách mà bạn không thể tưởng tượng được là cái đường này nó lại thông ra được cái đường kia. Và nếu như mà chúng ta biết được những ngõ ngách đó, thực ra chúng ta không cần lấn, không cần chen ai cả, mà chúng ta có thể đi một cách rất là nhanh và thông thoáng một mình một đường luôn. Và như vậy chúng ta cũng tránh việc là tự nhiên là thêm lưu lượng giao thông. Nhưng mà ngõ đó chỉ có xe máy vào được thôi, em thấy hiếm khi nào có ngõ nào mà có thể xe tải hoặc là xe ô tô con vào được. Ô tô con với lại khi mà em lưu thông trên đường thì em thấy có một cái thực trạng mà khiến mình cũng khá là bức xúc. Đó là em thì là đi xe máy, nhưng mà đôi khi mình sẽ gặp những xe container này và xe tải lấn làn. Và với những cái trường hợp như vậy á, thì em giật mình bởi vì cái tiếng còi cũng như là cái sức hút của những chiếc xe tải. Bởi vì nếu mà mọi người đi gần xe tải, nếu mà chúng ta không vững tay lái thì chúng ta sẽ bị hút vào gầm của xe. Bởi vì nó chạy rất là nhanh, đặc biệt là khi chúng ta đi trên những con đường lớn nữa. Và đây là cũng là một cái thực trạng mà chúng ta cũng thấy rằng cũng sẽ có những cái giải pháp để có thể là chúng ta đồng bộ, bởi vì rõ ràng ảnh hưởng rất là lớn đến tính mạng của người dân. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một đoạn clip về việc lấn làn, lấn luôn cả làn xe công và làn xe tải nguy hiểm như thế nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi ạ. Với clip này thì chắc chắn là của camera hành trình của một xe đang di chuyển vào đây. Chúng ta bắt đầu thấy là đến đoạn này thì bắt đầu có tình trạng ùn tắc, rất là nhiều xe máy lấn làn, và bên cạnh đó là sau đó chúng ta thấy ô tô. Bởi vì khi mà một làn nó quá đông đó, và chúng ta thấy rằng làn kia đang rất vắng, thì mọi người sẽ có xu hướng là lấn sang làn ngược chiều. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là có thể tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ. Mặc dù theo clip này chúng ta cũng thấy rằng là chưa có cái sự vụ nào đáng tiếc xảy ra, tuy nhiên thì đây là một cái trường hợp mà chúng ta cũng cần phải tránh rất là nhiều. Ở đây chúng ta thấy là nguyên cả một cái đoàn xe máy thường ý, đã có một xe lấn là những xe khác cũng đến theo đà lấn theo. Bởi vì mình có người đấy. Đúng rồi, mình có người đầu đàn rồi. Có gì tội vạ đâu, người đấy sẽ chịu đầu tiên. Còn đấy có gì tôi có thể xử lý. Đúng rồi, sai công an bắt là mình né kịp, hay là có va chạm nào thì mình cũng
sẽ né kịp bởi vì lúc đó là đã bị dừng lại rồi. Và cái câu chuyện này thực ra Vân Anh thấy rằng là không chỉ ở đường cao tốc hay tỉnh lộ đâu mà Hà Nội cũng nhiều lắm. Và thực tế là ngày xưa khi mà mình chưa biết lái xe á, thì mình hay đi Grab này, từ ô tô đến xe máy thì mình cũng thấy liên tục cái câu chuyện đó luôn. Ví dụ như là đã thấy một người lách ra mà lấn được là người kia cũng theo, xe máy lách trước thì sẽ có xe máy lách theo, ô tô nào mà lách được thì cũng sẽ có cái ô tô khác lách sau, thì phương tiện nào thì sẽ nối phương tiện đó. Còn xe máy thì được cái là có thể lách được nhiều chỗ hơn, cứ lượn ra lượn vào như này. Và quả thực có những hôm mình ngồi sau xe, đặc biệt là giờ cao điểm đi xe máy á, là mình tim mình đập thình thịch luôn á. Có những đoạn mà mình cảm thấy rất gắt, tức là anh ấy cứ ra vào một cách mà rất liên tục. Mình mà thắng mình cũng mệt. Đúng rồi, mà mình cứ có cái cảm giác là một xíu nữa thôi là mình ngã ra rồi. Đó. Dạ đúng rồi, cái cảm giác đó em thấy em sợ, em hãi hùng luôn. Có đợt đi Grab mà cái bạn đó bạn đi trên cái tuyến đường mà không, bạn cũng rất đi cũng rất nhanh nhưng mà mình không vội gì hết. Xong mình đã bảo là đi chậm thôi, không có nhu cầu phải đi nhanh đâu bạn ơi. Thế là bạn vẫn cứ đi theo cái tốc độ của bạn, hơi nhanh hơn, chậm hơn một tí xíu với tốc độ của bạn thôi. Xong rồi đến một cái lúc mà có một chiếc xe 16 chỗ, người ta bắt đầu người ta rẽ ngược lại, thì vô tình cái chiếc xe của bạn chạy lướt lên. Thế là chỉ có cách đầu xe 16 chỗ đúng chính xác là chỉ bằng một gang tay của Phương Thảo thôi. Thì khi đó là thôi, cho em xin phép đi xuống cho em thoát tim quá rồi. Thế em đi xuống giữa đường luôn thật hả? Em tấp vào để em đặt xe khác ngay lập tức, bởi vì nguy hiểm. Em thấy rằng chỉ cần một giây nữa thôi thì có thể là em với bạn đó sẽ nằm ở dưới đường luôn rồi. Nguy hiểm cực kỳ. Bởi vậy á, khi mà đi xe máy mà chúng ta với những người lớn với nhau thì chúng ta đã thấy ra cái nguy hiểm ảnh hưởng tới tính mạng chúng ta như thế nào. Đối với khi có những cái trường hợp mà có cả trẻ nhỏ, ví dụ như là gia đình bạn Phương Thảo ở Kon Tum, thì có một lần di chuyển trong đêm, có một chiếc xe khách thì đi đằng trước, nhưng mà bạn cũng muốn vượt để về nhà nhanh hơn. Chiếc xe khách thì người ta hay đón khách và trả khách á, thì bạn đã vượt nhưng mà vô tình thì đã xảy ra cái tai nạn va chạm. Thì cái bé thì đang đứng ở đằng trước tay lái thì bé đã bị nhả xuống và gãy tay gãy chân. Nhưng rất là may thì bé đã phục hồi khá là tốt. Nhưng mình thấy rằng rõ ràng mà đi di chuyển trên đường thì có rất là nhiều những cái nguy cơ có thể xảy đến với gia đình mình cũng như là những người xung quanh. Bởi vậy thì chúng ta vội được một tí xíu, chúng ta nhanh được một tí xíu, nhưng chúng ta hãy chậm lại đi, bởi vì trước chúng ta là mạng sống và chúng ta thì còn cả gia đình cũng như là người thân ở phía sau nữa. Nên là chúng ta không chỉ bảo vệ cho chính bản thân mình đâu, mà chúng ta còn bảo vệ cho những người xung quanh, đúng không nào? Và đặc biệt với những người phụ nữ mà đã chở theo con của mình thì chúng ta phải lưu thông thật là cẩn thận hơn đúng nữa rồi. Nhưng mà bản thân Vân Anh thấy là nhiều khi có lẽ là họ quá là nhiều việc đi cho nên họ chạy một cái kiểu mà họ không thèm ngó trước ngó sau luôn. Và cứ thế là họ lấn làn, họ vượt người này họ vượt người kia luôn, và họ không quên mất rằng là ngoài mình ra thì mình còn có con mình, là thêm một cái tính mạng khác nữa. Thì chúng ta cũng phải thực sự lưu ý. Và nếu như mà chúng ta lấn luôn qua cái làn xe ô tô mà lỡ có chuyện gì, chẳng hạn nhiều phụ nữ hay bị rớt đồ á, có thói quen là thắng luôn ngay tại chỗ để bước xuống và lấy đồ. Cái việc thắng đột ngột như vậy thì đôi khi những chiếc xe ô tô phía sau không có thể không xử lý kịp, và lỡ cái tăng tốc như vậy thì xe buýt hay xe ô tô có thể tông vào và cán bất cứ lúc nào, rất là nguy hiểm. Và bản thân mình cũng biết rằng là khi mà phạm lỗi lấn làn thì sẽ bị phạt, nhưng mà thực chất là có lẽ là công an họ quá mệt vì giờ cao điểm họ phải điều phối một cái lượng lớn giao thông. Cho nên không thể nào bắt từng người để mà đi phạt được, bởi vì số lượng lấn làn quá là nhiều. Cho nên họ chỉ bắt chủ yếu những cái lỗi mà Vân Anh thấy là quan trọng, hoặc là khi lúc mà đường lưu thông thông thoáng thì họ mới có khoảng thời gian để làm cái nhiệm vụ của mình. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cụ thể là nếu với cái lỗi sai đi sai làn đường hoặc là sai vạch kẻ đường thì sẽ bị xử phạt như thế nào nha. Làn đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có đủ bề rộng cho xe chạy an toàn. Hiện nay, phổ biến nhất là lỗi đi sai làn đường tại nơi có biển báo. Làn đường dành riêng cho từng loại xe, biển R412, ABCDEGH và biển gộp làn đường theo phương tiện, biển R415. Theo đó, mức phạt lỗi sai làn đối với người điều khiển xe máy là từ 300 tới 400 ngàn đồng. Nếu đi sai làn đường gây tai nạn, người điều khiển phương tiện còn bị tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Vạch kẻ đường là một dạng báo hiệu có thể dùng độc lập hoặc kết hợp với các loại biển báo, đèn tín hiệu để hướng dẫn, điều khiển giao thông nhằm nâng cao an toàn và khả năng lưu thông xe. Lỗi đi sai vạch kẻ đường hay chính xác là lỗi không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu vạch kẻ đường. Lỗi này thường ở những nơi đường giao nhau có đặt biển báo hiệu, hướng đi trên mỗi làn đường phải theo, kết hợp với vạch mũi tên chỉ hướng đi trên mặt đường.
chuyện mà người điều khiển xe máy thản nhiên lấn làn ô tô thì dường như đã trở thành một cái thói quen thông thường và rất dễ bắt gặp trên đường. Chỉ cần nhìn vào một đoạn kẹt xe thì cũng có thể thấy là lúc ấy mọi quy định về làn xe đã không còn có tác dụng, khi mà xe máy thì ô tô san sát nhau và bất chấp mọi làn xe. Và thậm chí là xe máy tạt trước đầu container hay là xe tải cũng là chuyện bình thường. Đó là còn chưa kể tới những người điều khiển xe máy liều lĩnh chạy vào các làn đường chỉ dành riêng cho xe ô tô tải, như là cầu vượt hay là đường cao tốc, như là cao tốc Long Thành Dầu Dây, thì hàng năm có tới hàng ngàn trường hợp như vậy, bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra khi mà xe máy chạy chung đường với ô tô đang được phép chạy với tốc độ cao. Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 và Nghị định 46 thì đều có quy định xử phạt đối với hành vi xe máy không đi đúng làn đường và đi vào đường cao tốc. Tuy nhiên trên thực tế thì việc xử phạt hầu như là chưa nhiều, đặc biệt là vào những thời điểm đông xe, vì dường như đơn vị quản lý và giao thông đã ngó lơ vì vi phạm quá nhiều. Chính sự buông lỏng đã khiến việc này trở nên đó là chuyện thường trong câu chuyện giao thông và trong cuộc sống hàng ngày. Hậu quả là không ít những tai nạn thương tâm đã xảy ra từ những vụ việc lấn làn chứa đầy hiểm họa. Nếu vạch kẻ phân cách các làn theo hướng đi là vạch liền, các phương tiện phải chuyển làn để di chuyển theo hướng định đi trước khi vào khu vực đó và không được đè vạch. Nếu vạch kẻ là vạch nét đứt, các phương tiện được chuyển sang các làn theo hướng di chuyển khác nhưng phải chuyển xong trước khi tới vạch dừng xe. Thứ tự ưu tiên chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường. Và lấn làn thì chắc chắn là rất là nhiều người sẽ nhắc tới câu chuyện là tắc đường. Bởi vì tắc đường, bởi vì kẹt xe nên tôi mới phải lấn làn. Chứ giao thông lưu thông thông thoáng thì tôi cần gì phải làm cái chuyện đó, đúng không ạ? Bức xúc mệt mỏi chính là tâm trạng của phần lớn người dân khi mà đi qua các nút giao lớn, ví dụ như là Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Nguyễn Xiển và nhiều tuyến đường nhỏ ở những khu vực dọc cầu vượt Ngã Tư Sở đến khu vực Trần Phú Hà Đông, đường Phạm Hùng, đoạn trước cổng bến xe Mỹ Đình hay là đường Bưởi Mới ven sông Tô Lịch. Đặc biệt là vào giờ cao điểm hoặc là những ngày mưa lớn thì tình trạng ùn ứ kẹt cứng không đi nổi chính là điều thường xuyên xảy ra, nhất là tuyến đường ở Nguyễn Trãi Hà Đông thì được nhiều người dân gọi với cái tên rằng con đường đau khổ của thủ đô. Nghe thì đã thấy cái đau sự khổ sở của mọi người như thế nào. Dạ vâng, và thật ra thì thực tế chúng ta thấy có rất là nhiều bất cập khi mà tham gia giao thông. Đầu tiên thì có thể kể tới là cơ sở hạ tầng giao thông tại Việt Nam thì vẫn còn đang quy hoạch rất là nhiều. Đường thì vốn dĩ đã hẹp, người dân lại đông đúc khiến việc lưu thông vô cùng chật chội và khó khăn, lại thêm công trình dở dang đang thực hiện. Ngoài ra còn nhiều điểm nút và giao thông chưa được phân làn rõ ràng, như là các điểm ngã ba, ngã tư có đoạn đường cắt thì vẫn chưa có những biển báo hay là chia làn đường. Hiện nay đời sống của người dân thì ngày càng tăng cao, cộng thêm là kinh tế phát triển, lưu lượng ô tô cũng tăng vọt, quá nhiều ô tô, quá nhiều xe buýt và xe tải, cộng thêm lượng ô tô cá nhân đã tăng theo cấp số nhân của từng năm, trong khi đường thì không tăng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến ùn tắc giao thông tăng ở Việt Nam. Và khi mà mọi người theo dõi hình ảnh hàng dài xe nối đuôi nhau, chúng ta không thể tin được là bản thân mình cũng là một cái chấm nhỏ trong cái bức hình đó, kẹt xe thậm chí là hàng giờ liền. Khi mà trong cái giai đoạn mà khi mà mưa bão thì chúng ta thấy cái tình trạng này còn thậm tệ hơn. Ai cũng có một cái tâm lý là mong muốn về nhà thật sớm và đôi khi chúng ta lấn làn rồi chạy xe vượt quá tốc độ. Thêm vào đó, có nhiều người tham gia giao thông nhưng mà họ thiếu đi ý thức coi trọng tính mạng của mình khi mà sử dụng rượu bia rồi chất kích thích trước khi cầm lái. Dù luật đã quy định, nhiều lúc lưu thông trên đường, xe máy cứ thấy ở đâu có chỗ trống là chạy vào, còn ô tô lại nối đuôi nhau không cho các phương tiện nhỏ đi qua, dù hướng di chuyển của xe ô tô đang bị kẹt. Nhiều đoạn đường hẹp nhưng nhiều xe ô tô cứ dàn tới 3-4 hàng, xe máy chẳng biết đi vào đâu, đành phải xen vào giữa các làn ô tô, vừa chật chội khó chịu lại khá nguy hiểm. Những thực tế này đã vẽ nên khung cảnh một bức tranh giao thông Hà Nội đa dạng, nhiều màu sắc nhưng chủ yếu là những gam màu xám tối. Rõ ràng câu chuyện để làm sao mà cải thiện tình hình giao thông thì sẽ là một cái câu chuyện đường dài. Và để có thể khiến cho tất cả mọi thứ trở nên đồng bộ và tốt hơn thì chúng ta sẽ có cần sự tham gia phối hợp và điều tiết của nhiều bên, từ việc là cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông của thủ đô, của các thành phố, các tỉnh thành. Bên cạnh đó chính là việc nâng cao ý thức của từng người dân trong việc chấp hành những quy định an toàn giao thông. Và ngoài ra thì cũng cần có sự điều tiết của những cơ quan xây dựng, sự giám sát của những cơ quan hành pháp và bên đơn vị cảnh sát giao thông. Và rõ ràng như vậy thì chúng ta sẽ cùng với nhau, mỗi bên, mỗi người sẽ cùng phải tham gia vào giai đoạn này. Chứ chúng ta không thể đổ lỗi cho những cái yếu tố ví dụ như là tắc đường, yếu tố là dân số tăng hay là những cái yếu tố về khách quan khác, mà trước tiên hãy tự hỏi chính bản thân mình đã chấp hành đúng và đầy đủ những cái nguyên tắc an toàn giao thông hay chưa. Bởi vì điều đó đầu tiên liên quan đến thiết thân chúng ta. Nếu có va chạm xảy ra hay là có vấn đề gì xảy ra, chúng ta là những người thiệt hại đầu tiên. Trước tiên là về kinh tế, nếu như mình phải bồi thường, mình phải nộp phạt,
điều quan trọng hơn đó chính là sức khỏe, là tính mạng của bản thân, của những người cùng tham gia giao thông, và chắc chắn là sẽ ảnh hưởng tới gia đình. Bởi vậy chúng ta thấy rằng có một câu nói luôn luôn được nhắc lại, đó là phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim, và Vân Anh tin rằng là bằng cả kỹ năng và trí não của mình nữa. Và có như vậy thì chúng ta mới có thể đảm bảo được sự an toàn khi lưu thông trên đường.